Cô chào các em khối lớp 7. Hôm nay chúng ta bắt đầu tiếp tục vào học 4 chủ đề ngành động vật nguyên sinh tiết 2. Trước hết chúng ta đi phần tiếp theo của chủ đề là phần ba la mã trùng roi xanh. Thì ở trùng roi xanh tiết trước các em đã được học về cấu tạo và di chuyển của trùng roi xanh rồi. Câu này cho nên tiết này chúng ta chỉ nhớ lại về cái kiến thức thôi. Đó là cấu tạo của nó là một cơ thể động vật đơn bào và di chuyển thì nhờ có roi. Phần này cô không đi chi tiết, các em chỉ nhớ cho cô hai ý này và ghi phần này là vở nha. Rồi tiếp theo chúng ta đi phần 2 là dinh dưỡng. Dinh dưỡng của trùng roi thì chúng ta thấy là khi nào thì trùng roi xanh dinh dưỡng bằng cách dị dưỡng và khi nào thì tự dưỡng. Thì tiết trước chúng ta các em cũng đã biết, con này chúng ta học rồi, trùng roi xanh cơ thể đó có hạt diệp lục màu xanh. Vì vậy khi ở ngoài ánh sáng thì chúng ta thấy trùng roi xanh nó sẽ tự dưỡng như thực vật. Nhưng mà khi nó chuyển vào trong tối thì lúc này cái chất màu xanh nó sẽ bị mất dần đi và nó sẽ sống nhờ vào cái đồng hóa của những chất hữu cơ hòa tan do các sinh vật khác chất phân hủy ra, và cái cách dinh dưỡng này gọi là dị dưỡng. Thế cho nào, thì em nhớ là trùng roi nó có hai cách dinh dưỡng, đó là dị dưỡng và tự dưỡng. Khi nào ở ngoài sáng thì nó tự dưỡng, nhưng khi nó chuyển vào tối thì nó dị dưỡng. Hô hấp của trùng roi thì diễn ra như thế nào? Thì các em thấy là trùng roi nó hô hấp qua như các em à, qua màng tế bào. Về bộ phận nào để giúp cho trùng roi thực hiện bài tiết? Mà thì chúng ta thấy là bộ phận giúp cho trùng roi thực hiện bài tiết đó là không bao co co bóp. Đó là phần này các em nhớ cho cô. Thứ nhất là dinh dưỡng thì nó sống tự dưỡng và dị dưỡng. Tự dưỡng, cô nhắc lại, tự dưỡng là ở nơi nó có ánh sáng à. Còn dị dưỡng là nó di chuyển vào chỗ tối lâu ngày. Về hô hấp thì nó trao đổi khí qua màng tế bào. Về bài tiết thì nó nhờ không có bào co bóp để tập trung nước thừa cùng với sản phẩm bài tiết rồi thải ra ngoài. Và phần này các em ghi nội dung vào vở cho cô. Giờ chúng ta qua phần 3 đã. Dựa vào hình dưới đây các em hãy diễn đạt bằng lời 6 bước sinh sản phân đôi của trùng roi. Để các em quan sát. Bước thứ nhất, bước thứ hai, bước thứ ba, bước thứ tư, bước thứ năm và bước thứ sáu. Đây là 6 bước sinh sản của trùng roi. Nào, giờ chúng ta sẽ diễn đạt bằng lời theo từng bước. Và bước đầu tiên, chúng ta thấy là tế bào tích lũy các chất để chuẩn bị cho quá trình phân đôi. Đây là bước 1. Bước thứ hai, từ bước 1 sang bước 2 chúng ta nhìn màn vẽ. Thì lúc này chúng ta thấy nhân bắt đầu phân đôi. Từ một nhân phân thành hai nhân, từ một roi phân thành hai roi. Rồi tiếp tục bước 3, chất nguyên sinh và các bào quang cũng tiếp tục phân đôi. Là điểm mắt nè, không bào co bóp và hạt diệp lục và bắt đầu phân đôi. Và bước thứ tư là tế bào bắt đầu tách đôi. Sau bước thứ năm, tế bào tiếp tục tách đôi và các em thấy tách đôi theo chiều gì các em? À, theo chiều dọc cơ thể đó nè. Và bước thứ sáu là tách ra thành hai tế bào con, hay người ta nói cách khác là hai tế bào con được hình thành. Vậy thì chúng ta thấy là từ một tế bào ban đầu đã tạo thành hai tế bào con đó nè. Vậy thì quá trình sinh sản này của trùng roi này người ta gọi đó là sinh sản vô tính bằng cách là phân đôi theo chiều dọc cơ thể. Phần này các em ghi và vở cho cô phần 3 sinh sản trùng roi sinh sản vô tính bằng cách phân đôi theo cơ thể theo chiều dọc. Đây là nội dung ghi vở thế nào. Rồi, phần 4 tính hướng sáng thì phần 4 chúng ta tự đọc chứ chúng ta không có học nha. Giờ qua phần 4 la mã tập đoàn của trùng roi thì các em nhìn vào hình vẽ. Quan sát chúng ta thấy tập đoàn trùng roi có hình cầu với hàng nghìn tế bào. Và hình thứ hai thì mỗi tập đoàn gồm có các tế bào liên kết lại như một cái mạng lưới. Xem nào, ở hình thứ ba đó là hình ở lát cắt tập đoàn thấy rõ mỗi cá thể có hai roi hướng ra ngoài. Vậy thì chúng ta thấy cấu tạo tập đoàn trùng roi thì vì sao gọi là tập đoàn trùng roi? Tập đoàn có nghĩa là gồm nhiều tế bào liên kết lại với nhau tạo thành tập đoàn ha, và mỗi cá thể nó có hai cái roi như vậy hướng ra ngoài gọi là tập đoàn trùng trùng roi, và nó còn có một cái tên gọi là tập đoàn vuông vót. Tiếp tục chúng ta làm cho cô bài tập điền từ trong sách ha. Thứ nhất đây, bằng các cụm từ tế bào trùng roi đơn bào đa bào
Em hãy điền vào con nhận xét sau đây về tập đoàn Trùng Roi. Em quan sát nha. Thứ nhất là tập đoàn. Bây giờ chúng ta điền từ gì ha? Tập đoàn dù có nhiều nhưng vẫn chỉ là một nhóm động vật, vì mỗi tế bào vẫn vận động và dinh dưỡng độc lập. Tập đoàn Trùng Roi được coi là hình ảnh của mối quan hệ về nguồn gốc giữa động vật đơn bào và động vật. Chúng ta điền vào. Thì trước hết chúng ta sẽ nghĩ xem là tập đoàn thì chúng ta điền từ gì? Trùng roi, đó là dù có nhiều nhiều gì em, nhiều tế bào nhưng vẫn chỉ là một nhóm động vật gì, đơn bào, vì mỗi tế bào vẫn vận động và dinh dưỡng độc lập. Mỗi tập đoàn trùng roi được coi là hình ảnh của mối quan hệ về nguồn gốc giữa động vật đơn bào và động vật gì các em, đa bào. Đó là phần bài tập chúng ta vừa hoàn thành xong. Thì ở phần này chúng ta ghi vở cho cô, các em nhớ cho cô. Tập đoàn trùng roi gồm nhiều tế bào có roi liên kết lại với nhau tạo thành, và có chúng có ý nghĩa là gợi ra mối quan hệ về nguồn gốc giữa động vật đơn bào và động vật đa bào. Phần này ghi vở nha các em nha. Và chúng ta qua phần bài tập về nhà. Thì các em dựa vào cái phần rồi, kiến thức rồi cô đã dạy cho các em đấy, chúng ta làm cho cô bài tập điền từ. Đó nè, tìm các từ và cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống. Trùng roi xanh là một cơ thể động vật, và chúng ta điền vào để di chuyển nhờ roi, và chúng ta điền vào vừa dị dưỡng hô hấp qua màng gì, chúng ta điền vào. Rồi bài tiết là điều chỉnh áp suất thẩm thấu nhờ cái gì, chúng ta điền vào ha. Co bóp sinh sản vô tính theo cách gì, chúng ta điền vào. Thì phần này chúng ta về nhà chúng ta làm và vỡ cho cô. Và phần từ nào chúng ta điền á, chúng ta lấy đỏ ha, bút bi đỏ, chúng ta gạch chân dưới cái từ điền cho cô, phải chưa nào? Rồi nghe cô. Chúng ta làm bài tập. Sau khi làm bài tập xong, bạn nào còn có sách thì chúng ta đọc trước cho cô bài tiếp theo của chủ đề, đó là trùng viết hình và trùng dài. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Cô chào các em và hẹn gặp lại các em ở tuần sau.